vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát Sĩ Tuấn. Để tiếp tục chương trình, một nhạc phẩm nữa cũng của Trần Thiện Thanh là Chiều trên phá Tam Giang, phỏng theo thơ của Tô Thủy Yên, sẽ do Hạnh Nhi và Nguyễn Xuân Thưởng trình bày sau đây. Không dám nghĩ đến một người đi giữa chiến tranh.